Xin chào cả nhà, mình là Andy nè. Chà, cảm ơn cả nhà trở lại cái kênh của mình. Tối nay mình mới đi họp về, mình đi họp bảo hiểm về PFA á. Thì mình sáng giờ mình nấu một một nồi phở rồi vừa đủ ăn thôi. Mình với ba đứa gái thì đủ ăn thôi. Thì bây giờ bắt đầu cho cả nhà coi mình nấu một nồi nó cũng đầy hết rồi mà con cái mình hết rồi mình mới đi họp về. Ở đây là ở dưới Lord ở đời sống bên Mỹ. Ok, này là Andy. Mình là Andy Ngô á. Thì mình nấu một tô phở đi, giờ mình chia sẻ cho cả nhà mình nấu một tô phở nha. Nấu cũng được, cũng cũng ngon. Chờ chút cả nhà ha. Cái này bắt đầu mình bỏ nước vô nè cả nhà, bỏ nước sôi vô. Cái này là xương 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 bò đó, nấu ra mới nó còn nóng nè, thấy không? Rồi cái này đã bắt đầu bỏ bánh phở nước phở vô. Nước nước phở vô ha. Chờ chút với cả nhà. Rồi cả nhà ơi, mình nấu một một nồi phở còn một nửa nồi thì con mình ăn hết rồi. Thì giờ nó đang nóng nó sôi lên, mình bỏ cái nước này vô tô phở là mình được rồi. Ở trong này có giò viên rồi có xương. Đó, xương nè, thấy không? Có gân nè cả nhà. Đó, mình nấu vậy đó, thấy không? Có giò viên nữa nè, thấy không? Thì rồi cả nhà ơi, cái này là một một cái phở mình mới chế ra, nước sôi nè, thấy không? Nước phở ra nè, đó. Ở đây có xíu quách xương luôn. Đó. Rồi đây có một một tô phở này, có tái, có bò viên, có nạm, có hành hành tây, hành hành xanh. Rồi đầy đủ hết á, thấy không? Thấy ngon không? Hấp dẫn không cả nhà? Đó, một tô phở của mình đặc biệt nè. Mình không ăn, mình có sắt mà mình không ăn sắt, thấy không? Ngon chưa? Rồi ở đây mình có tương ớt ở đây, rồi có nước mát nữa mình uống luôn cho tối nay, nước mát của mình nè, thấy không? Ở đây là có dĩa để tương, để chanh. Đó, hấp dẫn nè cả nhà. Cái phở của mình nè, thấy không? Mình mà tự nấu á, thấy không? Hello cả nhà, mình mới đi họp về, mình là Andy nè. Mình mới đi họp về thì họp bảo hiểm á, làm ăn của mình á. Rồi mình sáng tới giờ mình nấu một một tô phở đó, mình nồi phở luôn. Thì cái này nó còn nóng là mới nước nước canh ra này cả nhà, thấy không? Ngon không, hấp dẫn không? Bò viên, nạm, tái, hành tây, bánh phở trong này thấy không? Rồi ở đây có cái nãy cái xương bò nó gân nhiều lắm nè, thấy không? Gân nhiều lắm là cả nhà. Ồ, chậm đó mình cặp cái mấy cái xương này đã lắm, thấy không? Đó, ở đây rồi mình có một cái muỗng với chanh, chứ chậm nó bỏ mình không ăn giá nha cả nhà. Thì ở đây có mình có tương ớt ở đây nè, bỏ tương ở đây, bỏ ớt luôn, bỏ tương ớt vô. Đó, đói quá rồi cả nhà ơi, sáng gì ăn chưa ăn cái gì hết á. Rồi rồi cái này nè, hai cái nhà không? Thấy không, thấy không? Đó, tương ớt này không? Rồi mình để trước mặt mình ha. Ở đây có hai miếng chanh, mình nặn miếng chanh vô trước. Đó, chanh vô nè cả nhà, chanh nè, chanh tươi. Cái muỗng của mình nè, đũa mình nè cả nhà, muỗng đũa nè, thấy không? Thì mình thử trước ha, quậy cái bánh phở nó đều cái đã. Ở trong này có bò viên, có tái, có nạm, có gân, có hành, có đầy đủ hết á. Thì ban đêm mình không có ăn bánh phở nhiều, rồi có gân với có nạm nhiều. Cái này cũng như là phở gầu vậy cả nhà, thấy không? Mình ăn thích ăn mà ăn gân nhiều với tái nhiều. Tái, gân, nạm. Rồi mình thử cái nước phở coi ngon không nha. Không có nêm gì hết đó. Cái này chưa có bỏ 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 tương nha, tương ớt nha. Đậm đè. Nó không có cái nước, nó không có nó ra mấy cái hành tây á, chứ mấy cái xương á, nó ra mấy cái chất phở. Ngon quá. Gia vị ngon lắm, không cần bỏ nước mắm, không cần gì, bỏ tương cho nó cho chút chút thôi với ớt. Rồi nè, bỏ vị nè, chơi vị này cả nhà. Họ chơi vị nè, chút xíu thôi. Đó, bắt đầu đớp.
Đó coi nè, cho cả nhà coi ha. Gia vị ngon quá. Bỏ thêm miếng chanh vô cho nó chua chua ngọt ngọt. Nóng nóng. Thấy không? Ở trong này có gan rồi, ở đây nó có hai cục gan nữa nè cả nhà. Hai cục gan nữa, thấy không? Mình khỏi ăn gan lắm á. Rồi với mấy cái mỡ mà gan với mỡ nó một 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 một, một, một lượt á. Đó, tối nay mình ăn gì nè, lâu quá rồi có bò viên nữa. Thấy bò viên cả nhà. Bò viên nè. Mình mua bò viên này á, mình mua trong một trong cái dĩ á, trong cái market á, nó bán một cái bò viên này có 4 đồng mấy này, không bò viên nè. Thì mình chấm cái tương ớt ha, tấm ưu tương ớt này cả nhà, tấm tương ớt nè. Giống tương ớt này, không mời cả nhà ha, mời cả nhà ha. Ngon. Ngon quá cả nhà ơi, đang đói nữa nè. Mời cả nhà ăn bánh phở này, nóng nè ha, nóng nè. 1 2 3. Ngon. Nó đậm đà, ngon, nó ngọt. Không phải là ngọt như đường đâu mọi người. Cái xương nó ra cái chất béo á, rồi mình nấu hành tây nhiều cái mình nấu sả nữa, mình nấu đủ thứ á. Mình bỏ gia vị nhiều vô đó thì nó cái nước nó ngọt với nó đậm đà, nó ngon, nó béo, thấy không? Em mời cả nhà ha. Nè. Rất là ngon cả nhà ơi. Ở đây nè, ở đây có miếng gân nè, gân với béo béo nè cả nhà, thấy không? Gân nè. Đó, cái này là ngon nhất nè cả nhà. Thấy nó nóng nóng, thấy không? Đó, giờ chấm với tương ớt nè. Miếng cơ ớt này cả nhà, ở nè vậy nè, rồi kê bỏ vô miệng. Nó béo, nó vừa ăn nó ngon, nó tươi, nó nóng đó, gia vị ngon lắm. Cái này mình nấu mình khen bữa nay nha cả nhà, lâu quá mình thèm phở đó. Mình đi không muốn đi nhà hàng, đi ăn có một tô không có đã, thì mình nấu rồi mình hy vọng mình ăn được 2-3 tô với mấy đứa con mình, nó ăn no bụng là mình vui rồi, thấy không? Bánh phở nè. Ngon quá, ngon. Không cần bỏ, mình không có bỏ đường nhiều nha cả nhà, mà nó cũng ngọt, nước nó ngon, vừa ăn lắm cả nhà ơi. Ngon lắm, béo lắm nè. Gan nữa nè, thấy không? Mình thích ăn gan nhé nè cả nhà, mình thích ăn gan nhé, thấy không? Gan chấm với cái tương ớt vậy nè, thấy không? Chấm với tương ớt mình bỏ vô miệng. Nó ngon, nó béo, nó dai, gia vị ngon. Bây giờ mình biết nấu phở rồi nè, mời cả nhà ha. Ở đây nè, nè nè. Ngon quá. Cái này là vừa đủ ăn á cả nhà. Xin lỗi ha, hôm qua mình nói mình nấu mì Quảng nha, mà mình đi chợ mình cũng còn để mì Quảng trong cái tủ lạnh đá đó, thì mình con mình nó nói nó muốn ăn phở, thì mình mua thêm một 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 phở nữa, hàng chi cái đi chợ là 200 mấy, gần 300 á, thì mình nấu thêm một cái, mà bữa nay nấu thêm phở nữa đó, có nạm, có tái, có gân, có bò viên với bánh phở rồi tất cả hết luôn, thấy không? Nó béo lắm cả nhà ơi. Nè nè, mời cả nhà nè. 1 2 3. Rất là ngon. Không phải là mình nói láo nha, ngon thiệt có cả nhà. Ở nhà mình nấu phở còn ngon hơn ở ngoài nữa. Ở ngoài tiệm á, nó xài bọc ngọt á, mình không có xài bọc ngọt. Mình nấu xương nhiều,
hai ba bao xương luôn, rồi có đuôi bò nữa, mà mình không ăn đuôi bò mình không lấy thôi, nó trong cái dĩa kia kìa đó nè. Không, mời cả nhà ha. Ngon, cái gân nó rất là ngon, cái nạm á nó có gân nữa, ngon lắm nè. Không, chấm chấm tương ớt nè. À, vừa bỏ vào miệng á nó tan cái mỡ liền, thì nó mình nuốt vô miệng á mà không cần nhai nhiều, nó béo ngon, cái thịt nó tươi ngon lắm. Giờ mình đánh ra điểm luôn, thì mình không có khoe, mà mình nấu kệ, mình nấu lâu quá mình không ăn phở á, thì ở nhà nấu á thì mình đánh điểm luôn 1 tới 10 á. Cái tô này á, 1 là dở nhất, 10 là ngon nhất. Mình đấm cái tô này là cỡ nghe, nói thiệt nha, mình đấm đấm là 9.5 á, kệ nó béo nó ngon vừa ăn. Rồi mình không có cần bỏ gì, kệ mình thích ăn cay với ăn chút ngọt ngọt á, mình bỏ tương ớt vô. Kệ mình nêm á, mình nêm nó đã ngon rồi, nó vừa ăn rồi, mình chỉ bỏ mình vô tương cho cũng như theo cái phở Việt Nam, cái theo cái lễ của mình, cái Việt Nam của mình ăn phải bỏ tương vô với bỏ ớt, bỏ ớt vô nó mới đi hấp dẫn. Cả nhà hiểu không? Ai cũng vậy đó, người ta cũng bỏ ớt với bỏ tương vô cái tô phở của người ta mà cả nhà. Có giò duyên nữa. Mình có sắt nữa cả nhà, mà mình không ăn sắt. Có cái gì hết kia kìa, là mấy cái gân, là mấy cái gân này, cái này nè, gân với nạm á, nó kêu bằng nè, thấy không, gân với nạm này không. Thôi mình bỏ vô nè. Cái ngọt ngọt cay cay béo béo đậm đà, ngon ngon lắm. Đi họp mới họp ra 9 giờ mấy, họp 6 giờ rưỡi tới 9 giờ, bữa nay là thứ tư mới họp ra đó. Công ty mình á, làm ăn mình mới họp ra đó, 9 giờ mấy ra rồi. Thì về nhà mà thấy một cái tô phở này mình sáng giờ mình nấu rồi, mình cũng mừng khách lớn rồi cả nhà ơi. Nếu mà không có phở ăn á, mình không biết mình mua cái gì ăn nữa, mà lâu lâu cũng phải nấu phở ở nhà cho nó ăn đã, biết không, ăn 2-3 tô gì mới đã, biết không. Ngon. Nước nó béo, không cần bỏ nước mắm. Ngon quá. Còn nhiều lắm cả nhà ơi, còn nửa tô. Ở đây là một xương với mỡ với xương này cả nhà. Hay không, mình chấm vô cái tương ớt vậy nè, tấm với tương ớt vô luôn đó, vậy nè, mình cạp nó. Béo. Ngon. Nó cay cay ngọt ngọt á. Ngon quá, hấp dẫn á, ngon lắm anh nhà ơi. Nè, thấy không, mày ăn đã quá. Mình không có ai nấu cho mình ăn hết á, một là mình mua, hai là mình nấu với vợ mình, lo một mình nè, mình lo mấy đứa con mình thôi, không có gì hết á. Ngon quá nhà ơi, béo. Ngon quá, cả nhà nấu thử đi. Thứ bảy chủ nhật này cả nhà mua phở về, mua xương về, mua nạm tái bò viên, rồi mua đuôi bò, và về cái nấu thịt 2-3 bao đuôi bò, xương bò, cái súp đã nhất là béo rồi, nó béo, nước béo nó ra mà nó béo dữ lắm. Bà già cả nhà phải rớt mấy cái nước mỡ nó bỏ, phải không, nếu mà không rớt nó béo lắm.
rồi mở mấy cái gia vị vô cho nó thơm. Rồi cả nhà nướng hai cái củ hành á, củ hành trắng á, nướng xong 10 phút bỏ vô cho nó thơm. Rồi cái phở, mấy cái gia vị á, mấy cái một ba bao này nè, nó phở pasta đó, pasta là ngon nhất, thì mà bỏ hai cái pasta vô cho cái nó thơm, cho nó béo, cho nó thơm. Để cái gia vị là cho nó thơm, với đổ nước mắm, với đổ bỏ được chút xíu đường, rồi có sả, rồi trong đó là có hết đó, rồi hành tây cho nó thơm nha. Mà cả nhà bây giờ mình ăn đã quá, nãy giờ mình không biết nói gì nữa. Ăn chưa hết mà nói tùm bậy tùm bạ. Cả nhà ăn chung với mình ha, hy vọng như cả nhà thích ăn chung với mình ha. Còn cả nhà mình chỉ biết nấu phở ra, mình biết nấu phở, nấu bún bò Huế, bánh xèo, bánh khóc, bánh yeah nè, heo nè, nè sò bò nè. Tỏi á rất là béo, ngon quá, cắn vô cái nó, cái gì nó cũng tươi, cái trái nó tươi á, nó mềm xèo à, không cần nhai cà rột đâu, không cần nhai nó cứng, mà vừa bỏ vô á thì nó méo vô cái miệng mình luôn, nó mèo xuống cái miệng mình, xuống cái cổ mình, nó mềm, nó tươi tới vậy cả nhà. Tái á kệ mình biết sắc á, nó mềm, mấy người mà không biết sắc cái lộn đường á thì nó cứng chút. Rồi nước này, nước mát này cả nhà, nước mát hôm qua mình mà đi mua nè, ba đồng mấy nè, ba đồng 79 xem một bình này nè, uống ngon lắm, nó có đường trong này nè, có đường chút chút á, nó cũng không có ngọt mấy, mình để vừa uống. Ngon quá, em mua thử đi, trời nó ngon lắm. Thôi ăn tiếp cả nhà ơi, ăn gần hết rồi, cả nhà ăn chung với mình ha, hy vọng cả nhà thích cái video clip này của mình ha, ủng hộ mình ha nè. Béo ngon. Nếu mà cái video này nó cúp á bây giờ, bây giờ cả nhà bấm cái chữ đỏ đăng ký cho mình đi, đăng ký cái chữ đỏ là nó điện, nó kêu bằng subscribe với cái chữ đỏ đó, và hy vọng cả nhà ủng hộ mình là bấm cái chữ đỏ đăng ký nha, đăng ký cái chữ đỏ subscribe với tiếng Mỹ á, thì bấm cái đó, chậm nữa là bấm cái chuông á, bấm cái chuông xong á, cái nhì á là nó sẽ, ngày mai mình làm cái video mới á thì cả nhà biết là mai mình làm cái video mới, kể cái đó chuông cái thứ nhì, mà lần đầu tiên á bấm cái chữ đỏ á, đăng ký cái chữ đỏ cả nhà, nó kêu bằng subscribe, nhớ nha, nhớ ủng hộ mình bấm cái chữ subscribe nha, rồi share cái video mình cho bạn của cả nhà coi, thôi là anh em của nhà coi ha, cảm ơn cả nhà ha, I love you cả nhà, ủng hộ mình ha, ngon. Nước nó ngon quá, nó không có ngọt, nó cũng như nước mát vậy đó, ngon lắm. Ăn cái đó, ăn cái này có chút mỡ đó, kể cái phở nó có mấy cái béo mỡ ra đó, thì uống cái nước mát vô nó tiêu hết rồi. Nè đi ra nè. Ngon cả nhà ơi. Mình bảo đảm mình nấu hơn, ngon hơn các nhà hàng á cả nhà. Ngon lắm á, mình nấu phở ngon lắm á cả nhà. Tại mình không nói á. Ngon quá. Muốn cầm ra. Ngon, rất là ngon. Nó béo, nó ngon, nó trong đó nó có nhiều gia vị lắm nha. Nó canh cái này, cái răng này ha, cái này là cái gân này ha, gân với thịt này cả nhà, một nguyên một đám vậy luôn ha, thấy không, chấm với tương ớt, chấm vô cho nó cay cay ngọt ngọt đó vậy nè, rồi bỏ vô miệng hết luôn ha.
ngon, nó mềm, nó mềm mà nó dai, nó béo, nó vừa ăn ngon lắm. Đã quá, cũng đã cả nhà. Rất là đáng cái tiền đó. Bây giờ sang một cái găng nữa nè, một cục găng nữa. Trời, nó găng mà nó mỡ, nó béo, thấy không? Găng nhiều không cả nhà? Ồ, thấy không? Mình chấm cái tương nè, tương ớt nè, nè, 1, 2, 3, găng ngon, béo, nè, nè, thấy không? Nè. Ngon, găng nhiều quá. Mình rửa tay rồi nha cả nhà, hả? Ngon, quá là béo quá, béo quá cả nhà ơi, ha. Mình cái găng mình lựa cái, mình đi mua xương bò đó, mình lựa găng nhiều với thịt nhiều quá, thì nấu xong á cỡ 6-7 tiếng á, thì nó ra mấy cái chất hết rồi, nó mấy cái này nó còn dai, nó còn tươi. Nó ngọt. Ngon quá. Mình khỏi ăn mấy cái găng này. Ngon quá. Rất là ngon. À, cái này nữa nè ha. Ngon. Găng không mà. Găng nhiều quá, ít mỡ. Mỡ mà không phải là mỡ mập đâu nha, mỡ này mỡ béo, mỡ găng á. Ngon, ăn đã. Cặp mấy cái xương này nó ngọt ngọt béo béo, ngon lắm. Có nước nhiều quá ha. Bởi vì ăn ghiền á cả nhà ơi. Rồi, no rồi, no bạo quá. Bây giờ thì gắng ăn cái tô này, ăn gần hết rồi nè cả nhà, thấy không? Gần hết rồi nè ha. Giờ mình hút một cái là cỡ mấy phút là hết luôn á. Giờ còn tái không à, thấy không? Nè. Rất là ngon. Rất là ngon. Đó, hành tây với tái nè. Chấm cái muối ớt, chấm cái tương ớt vô là không có thua cái gì hết á. Rất ngon, mềm lắm, mềm mà nó cái thịt bò á, mình biết sắc á, đừng có sắc mỏng quá, mình sắc vừa vừa thôi, mình sắc mà nó cỡn vậy này nè, thấy không? Nó cỡn dày dày một chút á, rồi cái mình bỏ vô tô, bỏ vô tô thì nước cái nước phở mà nó nóng á, mình đừng có đổ nước phở vô rồi cái đổ ra trong cái nồi lại nữa, đừng vậy cái tái nó chín quá là nó không ngon, nó phải sống sống rồi nó mới ngon, nó mới mềm, nó mới béo, ha, đúng không? Ăn liền á, vừa bỏ vô ăn liền, chứ đừng có bỏ hai nước, cũng như hai nước, cũng như cả nhà bỏ hai nước vô là muốn cái bánh phở nó chín, mà đừng có bỏ hai nước, nếu mà bỏ hai nước xong rồi á, làm cho cái bánh phở nó mềm, nó chín á, thì nó sẽ bấy thôi, là nó mấy cái tái nó cứng hết rồi, nó khô hết rồi, ăn ngon, ăn có hết giật hấp dẫn, đúng không? Ăn phở phải biết ăn phở nóng đó, ăn liền cho nó đã, cho nó chảy mồ hôi, ăn gì biết, ăn gì biết hay. Ngon, cái nước nó ngon. Rất là ngon nha, nói thiệt nha. Mình 1-10 mình đánh điểm cái tô của này á là 9.5, mà gần 10 á cả nhà, là ngon lắm á. Cái biết sao không? Ăn phở cái nước á, nước là cái nước bánh, cái nước phở á, nó ngon biết hay, nó vừa ăn mà nó béo, vừa ăn đậm đà thì biết hay, đừng có ngọt quá. Nếu mà cả nhà muốn ăn ngọt á,
bỏ chút xíu đường thôi, mà đừng có bỏ mấy cái đường trắng nha, mấy cái đường mà nó có đường mà brown sugar á, mà nó không có ngọt gì mấy, mà nó ngọt thì nó mặn chút chút á, hoặc là bỏ đường khè vô á, trời ơi nó còn ngon nữa. Cái đường khè nó không phải là đường trắng mà nó ngon, nó béo. Nếu mà mình cả nhà muốn ăn béo á, mình bày ở nhà nè. Trước khi cả nhà mà là bỏ là lấy cái xương á, ba bao xương cái gì cả nhà trước rồi cả nhà rửa muối xong rồi hai ba nước á, rồi với lấy chút chanh á nặng nha, rửa cái xương cho nó, chứ mấy cái dây trùng nó bay hết á, bỏ hai ba nước luôn ok nha. Rồi xong rồi cái để nó khô, rồi đốt nó, lấy củi ở ngoài á, lấy than á, cái xương của mình á mình để lên cái grill á, mình đốt nó trong cỡ 5-10 phút cho nó cháy chút, nó thơm. Rồi cái mình đem đi rửa nữa. Rửa xong cái mình nấu nước sôi. Mình một nước mình bỏ xương vô, mình nấu một xước mình rửa đi. Cái mình đổ. Đổ xong cái nước thứ hai thì mình đừng có nước thứ hai á thì mình bỏ xương vô trước rồi nè. Nào bỏ nước bỏ nấu nước nó sôi trước. Ok, rồi bỏ xương vô. Cái nước thứ hai nha. Bỏ xương vô, bắt đầu bỏ gừng vô, gừng á. Bỏ gừng vô, nhiều gừng để cho nó thơm cái mùi gừng, nó cay. Rồi đừng có bỏ mộc ngọt. Sau rồi cái chập nữa cỡ nấu cho nó gần chín hả. Đừng có nấu chín quá, đừng có nấu bấy quá. Rồi cái bỏ hai lấy hai cái củ hành trắng nhé, mà bự bự á, bự nè, mua cái bự nha. Rồi cái đút cái đũa vô, rồi cái để cái lửa lên, hoặc là để cái than cũng được, cái grill cũng được, nướng cái củ hành cỡ 10 phút 15 phút, chừng nào mà nó cái củ hành mà nó giòn mà nó cháy mà nó nhiễu mấy cái nước xuống á, biết cái củ hành bắt đầu ready, bỏ vô bánh nước phở nấu á, thì hai cái củ hành nướng nó 10 phút 15 phút, bỏ vô cái nồi phở của mình, rồi bỏ sả vô, lúc đó bỏ sả nữa, lúc đó cái nước nó sôi rồi cái xương mình nó bắt đầu nó chín chín rồi biết không, nó cũng gần gần mềm rồi biết không, mà nó chưa mềm quá đó, rồi bỏ sả vô, rồi cái rồi bắt đầu nấu khoảng 20 phút, rồi bắt đầu nêm đường khèn cũng được thôi, đường brown sugar á, cho nó hỏi ngọt quá, bỏ đừng có bỏ nhiều quá, bỏ chút chút thôi, bắt đầu nước mắm. Mình không có bỏ bạc nêm nha, mình không bỏ bạc nêm, kệ mình nấu phở khác, mình có bỏ bạc nêm, thì mình làm kiểu mình thôi, thì rồi cái rồi chầm nữa nấu nó gần chín hết, đừng có bấy, đừng có chín quá, bắt đầu kệ cái mình lúc mà mình đốt cái than á, cái xương bò đó mình đốt nó lúc đó nó cháy rồi nó có mùi béo ra rồi mùi dầu ra rồi biết không, bắt đầu mình rửa đó, mình rửa cái xương của mình, bỏ nước vô nấu một nước rồi cái chầm nữa nó sôi, đổ nước đã số 1 bỏ, rồi cái nước thứ hai mình bỏ nước lạnh vô, bỏ muối chút vô cho nó giết hết cái trùng ở trong nước á. Ok, bỏ chút muối vô nó giết mấy cái trùng ở trong cái nước á. Vậy mình xài cái sinh á, rồi cái mình xài cái kitchen water cũng được. Ok, kitchen water, cái máy á, kitchen water á, thì cái đó là tốt nhất đó. Rồi bỏ chút muối vô, xíu muối cho nên giết trùng, mình phải chuẩn bị, mình phải giết trùng trước. Ok, rồi bắt đầu mình cũng như mình theo cái nấu phở cái mình bắt đầu bỏ xương cho nó nước sôi, nó bỏ xương vô rồi nấu cho nó chút xíu, rồi bỏ ginger là tiếng Việt kêu nó mới nói rồi quên này, bỏ ginger vô. Ok, rồi nấu nó chậm nữa cỡ tiếng, mà nó gần chưa chín á, mà nó gần chín á cái xương á, rồi bắt đầu mình bỏ bỏ nạm rồi xương rồi một lần nha, gân rồi đuôi bò bỏ vô đây, rồi cũng đuôi bò cũng nướng luôn. Ok, cũng y chang cái xương bò luôn,
nướng chút xíu cho nó cháy nó thơm. Rồi cái gì cũng một nước hai nước, rồi bỏ vô, bỏ chiên cho vô cho nó thơm cái mùi mùi chiên chừa á. Ok, chiên là tiếng Việt mới nói là lại quên rồi, xin lỗi đúng không? Rồi rồi cho nó thơm, rồi cái cho nó nấu cỡ mấy tiếng sau rồi bỏ bỏ hành, bỏ hạ củ củ hành á, làm củ hành đốt cho nó cháy, rồi nó đốt cho nó một nửa cháy đó, rồi bỏ vô cho nó thơm cái củ hành luôn. Rồi cái sả, bỏ sả vô, rồi lấy sả đó mình rửa rửa sạch sẽ đi. Ok, cũng bỏ rửa rửa muối luôn, rồi cái rửa sạch sẽ hai ba nước á thì cho nó sạch rồi. Vậy thì sả mình mà lấy đầu cột á, mình cột lại mình bỏ vô cái đó, mình nấu cỡ chừng nào mà đừng có cái xương bò á, cái gân đừng có nấu nó chín quá. Rồi mình rồi cái nạm của mình thôi, là cái đuôi bò của mình á, nấu đừng có bấy quá, vừa ăn là được rồi, vừa mà cắn cái là cũng như là không phải là dai dai nha, mình nó cũng chín, mà đừng có chín quá, bấy quá là hết ngon, biết không? Thì cũng như cái này nè, mình vừa cắn cái gan, cái tự nhiên nó meo vô cái cổ mình, nó xuống cái bụng mình, vậy là biết hay, mà nó còn tươi, nó còn dai, nó còn béo thì biết hay. Đó, nấu xong rồi chậm nước, nấu cỡ 5-6 tiếng là bắt đầu cái nước mỡ nó ra trên cái mặt mặt canh đó, cái mặt phở đó ở trên đó, thì nó nổi lên, thì mình rút mấy cái mỡ ra, cái mình dục, đừng có kiếp mấy cái nước mỡ. Rồi xong rồi cái chầm nữa mình nêm đường phèn vô, rồi mình nêm, không có nêm bọc ngọt thì mình nêm nước mắm, rồi mình nếu mà muốn ăn muốn ăn cái mấy cái chicken broth á, mấy cái bọt á, hạt nêm á, thì theo cả nhà, thì cả nhà muốn nêm mấy cái chicken broth á, hạt nêm á, thì cả nhà bỏ 1-2 muỗng vô, rồi đường phèn á, nếu mà nấu đường phèn nó còn ngon, mà nó không có ngọt thì mấy, mà nó ngọt, mà nó ngọt cái kiểu kiểu ngon đó, không phải là ngọt như cái nó cái đường trắng nha, cái đường trắng ngọt không ngon, cái đường phèn á, bỏ một cục vô bảo đảm cả nhà mê thiệt. Rồi cái xương nó mình đốt nó cháy, rồi cái nước béo nó ra đó, nó thơm cái mùi phở, rồi nước mắm vô, xả vô, hành tây nướng cháy vô đó. Rồi có mấy cái phở pasta ở trong nó có một hộp nhỏ nhỏ này nè, người ta bỏ là một nồi người ta bỏ một cái, mà mình bỏ tới hai cái ba cái cho nó cái mùi phở nó mấy cái gia vị nó ra cái mùi phở nó mạnh, mà nó đậm đè, mà nó thơm, nó ngon, là nước nó không phải là ngọt mà nó béo, cái đường khèn nó ngọt chút xíu. Mình lúc mà mình ăn vô mình không cần bỏ tương nữa, mình bỏ tương kệ, cái Việt Nam mình ăn quen rồi, biết không? Mỗi người 10 người bảo đảm 7-8 người là bắt đầu bỏ chút xíu tương vô, rồi bỏ ớt vô đó, người Việt Nam mình vậy. Rồi bỏ giá với rau quế vô. Cả nhà muốn ăn rau gì, cả nhà có việc ăn mà mình không có ăn rau quế, mình không có ăn giá đó, thì mình nấu vậy đó cả nhà. Không phải là mình khen mình nấu số 1 ở Mỹ nha, không phải nha. Mình cái đó là cái ý của mình nấu á, thì nó rất là ngon, rất là béo, nó khác người ta nấu, mình nấu khác người họ ở ngoài nấu, và bảo đảm mình nấu ngon hơn ở tiệm phở mình ăn một ở Berkeley này, ăn một phở đi là 14 đồng tới 17 đồng 16 đồng ở nhà cả nhà đó. Bây giờ ở dưới quận Cam ăn phở là rất là mắc, mình ăn nè một tô phở 16 đồng chưa thuế lên là gần 19 đồng, rồi cho tiền tip nữa là cũng 5 đồng là 20 mấy đồng, biết không? Đó, mình uống nước lạnh nha, không phải là uống nước ngọt, hay là uống sinh tố cái gì nha, uống đá lạnh á, ở ngoài tiệm phở đó, thì một giờ ăn là 20 mấy đồng ở bên quận Cam á, ở dưới quận Cam, ở dưới Phú Lộc Thọ ngay Garden Grove á. Đó, đi giờ mình uống nước nè, nãy giờ nói chuyện nhiều quá. Cái nước mát này á, uống vô nó mát lắm cả nhà, nó làm con người mình khỏe,
mà nó mát, mình cũng như nó trong đó có trà mà nó mát, mà như cũng như nó, mấy người tàu nó uống nước mát á, nó nấu herbs á, mấy cái loại mà của tàu mà nó nấu herbs xong rồi cái thành nước mát á, để vô tủ lạnh, lạnh rồi cái này đâu có uống vô cái nóng đâu, uống vô nó mát rồi mình ăn tô phở mình đang nóng cái gì, mình con người mình nóng quá gì, uống cái này vô lạnh lạnh cho mình uống gì, trời ơi rất là khỏe người, bảo đảm cả nhà. Cả nhà mua thử đi, cái này là cái hiệu này nè. Cái hiệp cái này có 379 cm một bình này à, thấy không? Đó, mà cái này là nó rất là không phải ngọt, nó ngọt chút xíu thôi mà nó ngọt không phải là mấy cái đường trắng đâu. Nó nấu là cũng là mấy cái đường khèn luôn á, là tàu á. Mấy cái đường khè á, mấy cái đường mà nó cục cục như bằng đá vậy đó mà màu vàng á, nó kêu bằng đường khè. Đó, mời cả nhà ha. I love you. Hy vọng cả nhà ủng hộ mình, đăng ký cái chữ đỏ subscribe nha cả nhà, bấm đăng ký cái chữ đỏ subscribe rồi share cái video mình cho bạn cái nhà coi, hoặc là bà con của nhà coi, hoặc là anh em của nhà coi nha, ủng hộ mình. Bữa nay là thứ tư đi, giờ mình đi mới đi về họp bảo hiểm, kể mình làm ăn bảo hiểm mà không phải là cái job, là cái bảo hiểm rồi. Nếu mà cả nhà biết Việt Nam, người đàn bà nếu mà single mom cũng được, không có chồng cũng được, mà có con mà muốn kiếm thêm tiền để nuôi gia đình á, nuôi con cái á, cả nhà giới thiệu Andy nha. Ở bất cứ ở Mỹ nào cũng được, ở Florida, ở Texas, ở bất cứ ở đâu cũng được á. Mà nếu mà ở Mỹ được rồi thì công ty của mình là thi nguyên toàn ở nước Mỹ hết luôn đó. Rồi ở Mỹ không, ở Mỹ thì cái công ty này là tỷ phú, là Việt Nam mình làm thành công, mà Việt Nam mình á, Serena làm một gần 2 triệu một năm đó nha cả nhà. 2 triệu á, trong 4 năm làm 2 triệu á. Ở đâu mà có việc là, ở đâu mà có cái business mà làm cỡ 100 ngàn tới 2 triệu ngàn mà không có cần đi học đại học ra, không cần học đại học ra gì hết, mà công ty mình sẽ dạy. Dạy thì nếu mà cả nhà biết anh em, bà con, bạn bè ai mà muốn làm kiếm thêm tiền cái business, rồi không có học college, không cần degree nha, thì nếu mà chịu học á, là làm ơn giới thiệu Andy đi, bạn hoặc là bà con của cả nhà đó. Số điện thoại của Andy á là 626 988 3785, 626 988 3785. Cái điện thoại cái cell phone của mình á, mình tên Andy Ngô ha. Thì cả nhà biết anh em, bạn bè, bà con hoặc là ai á mà muốn kiếm thêm tiền mà làm không đủ sống cái job á, thì vô cái làm ăn của mình bảo hiểm rồi kiếm ăn sau này rất là thành công. Việt Nam mình bảo đảm, mình không nói láo đâu. Thôi cheers cả nhà ha, cái video này cũng dài rồi, hy vọng chúc cả nhà hạnh phúc, mạnh khỏe, vui vẻ rồi sống dài ha. Rồi hẹn cái video lại ngày mai ha. Chào cả nhà ha. Tạm biệt ha. Thì hẹn lại video ngày mai hoặc là bữa sau ha. Cảm ơn cả nhà. I love you. Nhớ ủng hộ mình nha. Bấm đăng ký cái chữ đỏ nha. Subscribe và share cái video của mình, Andy, cho bạn cả nhà coi hoặc là anh em của nhà coi ha. Cảm ơn. Bye bye. See you again. See you again. Okay? Bye bye cả nhà. I love you. Bye bye. No quá. Ăn cái bụng bự quá rồi cả nhà ơi. Thôi mình xin chào tạm biệt ha. Chúc cả nhà mạnh khỏe, sống dai, hạnh phúc ha. Rồi nhớ nha, đeo mặt nạ nha, bây giờ nó còn dịch nha. Thì cả nhà đi đâu, hay là đi chợ, hay là đi dẫn con cái đi học hoặc là đi làm á, nhớ đem cái khẩu trang. Kệ mình đâu có biết mình bị dính cái dịch đâu, dính cái dịch nó khổ lắm. Thì cả nhà bảo vệ cái đời của cả nhà trước đi. Ok, đừng có lo ai hết. Chỉ lo mình với gia đình mình thôi, ok? Thì Andy kệ Andy có cái tâm mình già rồi mình nói mình giúp người Việt với người Á Đông mình quyên một thế giới luôn. Mình không có ích kỷ mà mình làm người mình phải thiệt thành, mình phải giúp đỡ người ta.
mình làm trong cái làm ăn của mình mà mình phải thiệt thà.